Tiếp theo, các bạn móc lên 4 bính để bắt đầu móc hàng thứ 6. Các bạn móc vào hai chân móc ở đây, hai mũi móc kép và móc lòn phía dưới của chân móc. Và móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục móc lên 4 bính để móc hàng thứ 7. Các bạn lật qua. Và hàng thứ 7 các bạn móc giống như là hàng thứ nhất. Móc lên 4 bính. Các bạn móc vào đây một mũi trượt. Tiếp tục móc vào cái thân bên đây một mũi móc kép.
rồi móc vào đây một mũi trượt. Tiếp theo là ta sẽ móc ráp phần sườn của áo. Các bạn đo từ vai xuống dưới đây là được 20 cm và các bạn làm dấu. Và từ chỗ các bạn làm dấu trở xuống phần lai của áo thì sẽ là sườn áo. Và các bạn bắt đầu ráp từ chỗ làm dấu xuống lai áo. Các bạn lần lượt móc cho đến cái chỗ mình làm dấu. Tiếp theo là ta bắt đầu móc viền cái tay áo. Và tay áo các bạn móc toàn bộ là mũi đơn. Cứ một hàng là các bạn móc vào 2 mũi đơn. Các bạn lần lượt móc giống như vậy cho đến hết hàng thứ nhất của tay áo. Tiếp tục các bạn lên một bính để bắt đầu móc hàng thứ hai của cái tay áo. Cứ một chân móc là các bạn móc một mũi đơn. Và hàng thứ ba các bạn cũng móc giống như là hàng thứ hai.